Mến chào quý anh chị, hôm nay chị Nguyễn sẽ gửi đến quý anh chị mình một căn nhà siêu phẩm được tọa lạc ngay gần trục đường ngã quốc lộ 50, gần ngã ba Tân Kiên, phía sau bến xe buýt Hưng Long nha quý anh chị. Và cái đường dẫn vào nhà của mình sẽ một cái đường chính là đường nhựa tập đoàn 2, thì từ vị trí căn nhà của mình ra cái đường nhựa xe tải chạy á thì đi đâu đó khoảng 100m thôi đó, mình đi ra ngoài đó thì khoảng 100m. Và đường đi vào nhà của mình sẽ là đường bê tông rộng khoảng 3m nha quý anh chị. Xe tay gác mình có thể di chuyển ra vô thoải mái thôi. Với cái mẫu nhà này là diện tích là ngang 3m6, chạy dài vô thẳng vô là 14m nha quý anh chị. Có sân trước sân sau rất là chỉnh chu luôn, đã làm mái che và không gian sân trước rồi, và cũng đã làm mái che sân không gian sân sau rồi nha quý anh chị. Trong dãy này là cái căn này là căn mới 100% nha, chưa qua ở bao giờ nha quý anh chị. Ở trong đây khu đây thì có 7 căn thì cũng đã bán full hết rồi. Cái căn này thì được bên cô chú căng tiền nên gửi lại bán cho cô quý anh chị mình. Với cái mẫu nhà này á, lúc trước là cô chú định mua cho con mình về ở, nhưng hiện tại thì con trai của cô chú á đã đổi ý, có dự định muốn về quê sinh sống, nên cô chú nên gửi lại bán với một mức giá cực kỳ rẻ luôn nha cô chú và anh chị. Đúng 970 triệu thôi, đúng 970 triệu là cô chú anh chị mình có thể sở hữu ngay một cái căn nhà với diện tích ngang 3m6, chạy thẳng vô là 14m nha quý anh chị. Thiết kế là một trệt một lầu, nó có không gian sân trước sân sau, không gian phòng khách, không gian phòng bếp đều chỉnh chu hết, được hai phòng ngủ và hai không gian nhà vệ sinh, và cho mình một cái hướng tây nam rất là mát mẻ nha quý anh chị. Thì trước khi vào trong căn nhà thì được bên đơn vị chủ nhà đã làm cho mình lớp cửa đầu tiên, đó là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện nha quý anh chị, hai cánh. Ở đây thì cũng được cô chú đã gắn lưới tổ ong vô rồi nên rất là kính. Ở đây thì vẽ sắt xung quanh hàng rào rồi nha quý anh chị. Đặc biệt căn nhà của mình đã vào điện nước chính thức của nhà nước rồi nha quý anh chị. Về mình ở thì mình chỉ cần thanh toán qua bên đơn vị nhà nước thôi. Và căn nhà của mình được tọa lạc ngay trung tâm thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, một cái huyện tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh luôn. Ở đây thì mình di chuyển về các bệnh viện rất là gần luôn, mình đi đâu đó tầm khoảng chỉ có 25 đến 30 phút thôi. Đây là một cái sân trước rộng rãi vô cùng nè quý anh chị. Đó, tiến vào trong nữa sẽ cho mình là một lớp cửa thứ hai nha quý anh chị. Lớp cửa thứ hai là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện với kính là kính cường lực nha, rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Đây là một cái không gian phòng khách nè, thì rất là rộng. Thì trong đây là một căn nhà của mình còn mới 100% nha quý anh chị, mới mua về, nhưng cô chú anh chị tính mua cho con của mình, nhưng mà con trai của cô chú dự định muốn về quê sinh sống nên cô chú đành bán lại căn nhà này với một mức giá cực kỳ rẻ nha. Ở đây thì trong không gian phòng khách á thì cũng là trần thạch cao nguyên khối nè, có đèn lon, đèn thước hai thắp sáng hết căn nhà, có một cái bóng đèn pha lê ngay chính giữa rất là đẹp luôn, được trang trí những bóng đèn rất là nổi mặt luôn nha. Cũng đã đi những chỉ phao chỉ nổi vai văn khắp hết căn nhà rồi, một căn nhà cực kỳ đẹp luôn nha quý anh chị, bán với mức giá chỉ có 970 triệu thôi. Hãy nhanh tay gọi ngay cho Trường Nguyễn qua số điện thoại Trường Nguyễn có để trên màn hình nha. Kim Trâm làm việc có Triều Nguyễn luôn luôn nào cũng là đúng nhà, đúng giá, đúng vị trí. Thì Triều Nguyễn quay căn này là Triều Nguyễn sẽ báo giá tổng, giá công khai trên video cho cô chú anh chị mình nắm bắt kịp luôn. Khi mà cô chú anh chị mình có dự định xuống xem căn nhà này thì hãy kết bạn Zalo với Triều Nguyễn, Triều Nguyễn sẽ gửi thông tin vị trí chính xác cho cô chú anh chị mình tham khảo trước khi mình có dự định xuống đây xem căn nhà này nha. Đó. Và mình tiến xuống nữa sẽ là một cái không gian bếp nha quý anh chị. Thì không gian bếp đây thì bên đơn vị chủ nhà chưa có lắp đặt tủ bếp trên, cũng chưa lắp đặt tủ bếp dưới, về cô chú anh chị mình có thể đặt thêm nha. Còn mặt đá là mặt đá hoa cương bồn inox 304, không gian bếp thì cũng có trang trí đèn đồ rất là nổi bật luôn đó. Gạch là ốp dưới đó, cái dưới các anh chị là gạch đá ống kính khổ 60x60 nha. Và mình tiến ra đây nữa là một cái sân sau lấy gió trời cực kỳ mát luôn nha quý anh chị. Đó, đây là một cái sân sau, đây là vô cùng rộng rãi nè. Ở trên thì cũng đã làm mái che tôn nè, cũng đã bao bọc kính hết rồi, ở cũng rất là thoải mái nha quý anh chị. Không gian nhà vệ sinh thì bên đơn vị chủ nhà thiết kế cho mình ở dưới, ở cuối dãy nhà luôn, trong đó thì cũng đầy đủ tiện ích hết rồi. Thì không gian nhà vệ sinh thì cũng rất là sạch sẽ nha quý anh chị. Xem đến đây rồi cô chú anh chị mình nhớ đăng ký kênh cho Trường Nguyễn nha, để Trường Nguyễn có động lực ra những video nhà mới giá rẻ để phục vụ đến cô chú anh chị mình. Mỗi lượt đăng ký kênh là một cái động lực để Trường Nguyễn đi săn những nhiều mẫu nhà giá rẻ để gửi đến cho cô chú anh chị mình xem tham khảo nha. Với căn nhà của mình diện tích là ngang 3m6, chạy dài vô là 14m, sân trước sân sau rồi chỉnh chu luôn, và được bán với mức giá đúng 970 triệu, vẫn còn thương lượng nhẹ bớt lập cho cô chú anh chị mình. Và với pháp lý là mình có thể đi công chứng quy bằng nha quý anh chị. Đó,
Và đây sẽ là lối đi lên tầng trên của gia đình mình. Cho mình là hai tay vịn hai bên bằng gỗ căm xe nguyên khối nha. Giờ chị Nguyễn mời quý anh chị mình cùng chị Nguyễn lên trên nha. Trên của gia đình mình sẽ thiết kế cho mình là hai phòng và một cái không gian nhà vệ sinh nha quý anh chị. Một cái căn nhà của mình còn mới đạt 100%, cô chú mua chưa có ở bao giờ nha quý anh chị. Đó, đây là phòng đầu tiên của trên lầu, có không gian cửa sổ thông thoáng nè, ở trên này trần làm thông. Đó, đèn thứ hai đầu thắp sáng hết căn nhà rồi. Tiến qua đây nữa sẽ là một cái không gian nhà vệ sinh được đặt giữa hai phòng. Trong không gian nhà vệ sinh thì cũng rất là sạch sẽ nha quý anh chị. Và tiến qua đây nữa là một cái phòng thứ hai. Phòng thứ hai này sẽ cho mình là một cái ban công phía trước nhà, rộng rãi và thông thoáng. Đây, cái nhà của mình là hướng Tây Nam nha quý anh chị. Rất thích hợp với quý anh chị nào đang cần tìm nhà hướng Tây Nam để mình mua ở hoặc là mua đầu tư, kinh doanh bao sinh lời luôn. Đó, tiến ra đây là cực kỳ mát mẻ nha quý anh chị. Ở đây thì dân cư ở đạt đâu đó khoảng hết 80-90% rồi. Về đây mình ở cũng không sợ buồn nha quý anh chị. Ở phía trên thì cũng đã làm mái tôn tôn ở phía trước nè quý anh chị. Về ở cũng không sợ mưa nó tạt vô nhà nha. Đó, ở đây thì coi nhà của mình chỉ cách cái đường xe tải khoảng 100m thôi. Đó, mình di chuyển ra ngoài là mình có thể đi xe tải nha quý anh chị. Đó, ở đây á mình di chuyển về các quận huyện rất là gần nha. Đường thì xá thì rộng rãi thông thoáng rồi. Xem đến đây quý anh chị mình cũng đừng quên bấm đăng ký kênh cho chị Nguyễn nha, để chị Nguyễn có động lực ra những video nhà mới giá rẻ để phục vụ đến quý anh chị mình. Với diện tích nhà của mình là ngang 3m6, chạy dài vô 14m, được thiết kế là một trệt một lầu, nó có sân trước sân sau, không gian phòng khách, không gian bếp và hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, và được bán với mức giá đúng 970 triệu vẫn còn thương lượng nhẹ bớt lọc cho cô chú anh chị mình nha. Với pháp lý là mình có thể đi công chứng quy bằng nha quý anh chị. Nếu quý anh chị mình thấy căn này hợp với mình, hợp hướng với mình thì hãy gọi trực tiếp qua số điện thoại chị Nguyễn có để trên màn hình, hoặc là kết bạn Zalo với chị Nguyễn sẽ gửi thông tin vị trí chính xác cho cô chú anh chị mình tham khảo trước khi mình có dự định xuống đây xem căn nhà này nha. Thì giờ chị Nguyễn cũng xin kết thúc video tại đây. Chị Nguyễn xin chào và hẹn gặp quý anh chị mình trong những video lần sau nha.